Chào cả nhà, đây là địa điểm trường học của thôn 1 xã Đại Phong, huyện Phong Thủy, thôn 1 làng Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây, nước đang vẫn còn ngập này, ngập hơn đầu gối luôn. Ngôi trường sau khi bão lũ, đây, cả nhà thấy không? Đây. Làm ghế rồi là cuốn trôi rồi hết. Đó. Làm ghế cửa rồi sập hết luôn cả nhà, bể kính bể đồ hết rồi. Đó. Làm ghế là trôi rồi hết luôn. Bàn ghế đồ sơ xác hết, cứ ra bể đồ hết. Này, sóng đập bể cửa rồi hết. Đây là cửa kính cả đồ là bể hết luôn rồi. Đủ quá cũng trời hết nè. Bàn ghế đồ, bàn học mọi người. Đây là nhà nước đài, đây là mức nước lên tới hơn 2 mét luôn. Đây vẫn còn ướt luôn. Bàn ghế đồ này, cửa rồi là bể kính hết luôn nha. Đây là cái phòng này là sụp luôn. Đây quét luôn, sụp luôn cửa này luôn. Đây, cửa này là sụp hết luôn nè. Cửa sổ này. Bàn ghế rồi là cuốn trôi rồi hết luôn. Đây là mất nước đây, đây đó mất nước này. Giờ vẫn còn ướt luôn. Nước trên 2 mét chặn lũ quát này là quá ghê gớm rồi. Đây. Quát tan hết bàn ghế rồi. Thì bây giờ mà quá lớn rồi anh ơi, nhìn kinh hoàng quá. Quét sạch hết bàn ghế rồi, rồi cửa đồ là sạch hết rồi. Lên nhanh quá, bảo lên nhanh quá. Trường này trường cấp mấy anh? Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Phổ thông trường cấp 3. Trường cấp 3 của Chí Thanh. Và mình không có trở tay được cái gì hết, không thấy vô vào đếm dần luôn. Hôm nay nó lên cao luôn à. Lên thấy là phải nhưng mà trong này sóng đánh nó làm kiểu gì mà sóng. Cái sóng ngoài nên sóng của bao đó. Mạnh lắm. Chống chiếc xuống mà chống chiều lên mới được. Sợ to lắm. Tường này tường 20 mà nó vẫn đập. Sập hết cửa luôn. Mức nước cao chắc phải hơn 2 mét nha. Lên nửa cái bảng kìa. Nửa ô gió nó. Một nửa ô gió nó. Nước lên tới ô gió. Còn cái bên nước lên khỏi cái bảng đen. Đó, lên nè. Có lắm chù. Cái gì hai mấy rưỡi. Cái trường mấy trăm năm gì mà người lụt đi. Dạ, lụt cái này là bão trong bão nè. Bão trong bão chứ bắt đầu lụt vô tiếp. Ngày nay chuẩn bị bão vô nữa không? Sài Gòn rồi, ngập hồ sơ. Đây là trong một đêm mà lũ nó lên như thế này. Tàn phá hết ngôi trường, bàn ghế đồ không còn. Nó không còn gì cả. Đây là dọn này nè. Đây là học sinh dọn đấy. Cái này học sáng hôm sau này. Đúng rồi, cái này là... này là... học sáng giáo viên dọn này. Hôm qua là mình ngồi xong vô đây không?
Đây là cô giáo với lại sáng nay thầy cô là mới dọn xong đó. Tivi giờ là hư hết luôn rồi. Nước nó ngập đèn quá cao, đây là mất nước. Đây ở nhà. Đây. Đây là gọi là cơn bão lịch sử á. Hay là chưa thấy cơn bão này, như cơn bão này trong vòng một đêm là nước đã dâng lên cao mà sóng đập rất mạnh, làm tàn phá hết ngôi trường, kính cửa đồ hư hết, bàn ghế đồ là vỡ hết nè. Ngồi. Đây, nước giờ mà còn ngập như vậy này. Này thì nó sâu hơn. Mình thấy đầu gối. Mời cho tâm cái coi. Sáng tâm phải cần mất. Chào cả nhà. Sáng bây giờ mặc áo trông có vẻ đẹp trai hơn. Giờ lạnh quá là giờ mang áo lại. Đây nha cả nhà. Bão mà sóng nó vô nó đập sập hết luôn tường như này. Đây là trường học mà. Đi qua đây luôn để dân tặng.